chào, đây là thiên đường. Bạn đã làm được nhiều việc tốt nên là đã được lên đây. Tội lỗi thì có rất là nhiều dạng. Đôi khi thì mày sẽ vô tình phạm lỗi. Tao hay trôi người ta ngày cá tháng tư. Ủa cũng vui mà. Nhưng mà tao làm đám cưới giả. Bài trắc nghiệm trước khi lên thiên đàng. Nếu mày gặp một người mù, mày sẽ làm gì? Đưa cho nó một khẩu súng và bảo đó là máy sấy tóc. Chắc tôi xuống địa ngục quá à. Tôi từng quăng nhẫn cưới xuống lầu. Ủa đâu sao đâu. Vấn đề là tôi chưa tháo cái nhẫn khỏi tay cô ấy. Tôi đã tấn công một loài vật mà khiến nó có nguy cơ tuyệt chủng. Xin lỗi loài đơm đơm. Ở trên này không có tai nạn, không có tử sắc, không có bệnh tật, cũng không có cờ bạc. Vậy có mẹ đâu gọi là thiên đường. Thiên thần ơi, ở đây có mệt không? Không, ở đây luôn khỏe mạnh. Ủa vậy sao đi massage được? Tội lỗi của tôi là làm một clip khịa một người không đi được. À, nhưng mà đó là xe tăng vlog. Lên 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 lên. Ở trên này ăn nói bậy bạ là tao đá mày xuống dưới đó. Bà mà đá tôi xuống dưới tôi cũng ráng kéo quần bà xuống luôn. Thiên thần ơi, bạn tôi đâu hết rồi? Tụi nó dưới địa ngục kìa. Trời ơi, tụi nó rất là tốt, thường hay quan tâm người khác. Tuy có trễ hẹn xíu thôi nhưng mà nó xứng đáng được lên thiên đàng. Được rồi, ta sẽ tin ngươi. Ủa, Lâm. Ê, tao nói tốt tụi bay lắm á, nên giờ bả mới cho tụi bay lên đây á. Công nhận cái tính xạo của mày cũng có lợi quá ha. Ủa, Nghĩa. Ủa, Lâm. Mày cũng lên thiên đường hả? Xưa tao còn sống làm nhiều chuyện tốt lắm. Ủa vậy tụi thiên thần không có dò được mấy tin nhắn răm răm của tao của mày trong nhóm hả? Ủa thiên thần, mấy thằng hay nói đạo lý xuống địa ngục hết rồi hả? Không có, tụi nó ở trên thiên đàng hết nè. Ủa nói đạo lý mà sao được lên thiên đàng hả? Ở dưới địa ngục á, tụi nó chịu không nổi, phải đuổi lên trên này thiên thần mới chịu được nè. Ủa vậy tụi nó đâu rồi? Tao mới đạp bay xuống dưới hết rồi. Vậy số nó thành công. Ủa chó lên thiên đàng không? Không. Ủa vậy mấy thằng ăn thịt chó chắc cũng không ở đây ha? Chắc chắn là tụi nó cũng xuống địa ngục rồi. Thì trên này làm gì có chó đâu, tất nhiên tụi nó phải xuống dưới kiếm chó ăn rồi. Trời ơi, chó từng cứu mạng tao á, nên tao ghét mấy thằng bắt chó lắm. Ờ đúng rồi đó, chó cũng đã từng cứu mạng tao luôn. Đúng rồi, chó cứu tao chết đuối. Còn chó cứu tao chết đói. Ủa hồi xưa bà làm gì mà được lên đây làm thiên thần vậy? Khi xưa tao làm hài khiến mọi người vui đó. Trời ơi hay vậy. Tao còn làm từ thiện nữa. Hey, bà có biết có nhiều người người ta bật đèn khi ngủ thì cao thêm 10cm mỗi năm không? Tại sao vậy? Người thực vật cần có ánh sáng để quang hợp. Mày có thể order đồ ăn ở trên này, toàn là đồ ăn xịn. Mì tôm thì làm từ tôm thật, mì bò thì làm từ bò thật. Cho một gói mì trẻ em nha. Đây là anh hai tao đã đỡ tao lên đây. Mày làm sai nên mày phải xuống địa ngục. Em tôi có lỗi, nhưng ở đây có thằng nào không có lỗi không? Ngay cả tao, chính quen. Mày nói vậy là xong chuyện hả? Nó chỉ muốn ăn mì trẻ em thôi mà. Mì trẻ em. Đúng rồi, tao cũng muốn ăn. Việc tội lỗi mày hay làm là gì? Không có. À, tao có sở thích chỉ bừa mấy đứa hỏi đường. Phải mấy đứa này không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhờ mày mà nó vừa ra đi luôn á, cũng chuẩn bị lên thiên đàng nè. À, nhưng mà tụi nó không lên được thiên đàng đâu. Ủa, tại sao vậy? Lúc sáng nó bay qua đây nó hỏi thiên đàng ở đâu, tao chỉ xuống luôn địa ngục về. Ở đời tao tội lỗi lớn nhất chỉ là ăn ké thôi. Trời ơi, vậy là mày xứng đáng ở trên thiên đường. Mà mày ăn gì vậy? Tao ăn ké cục trứng cút trong bịch bánh tráng trộn của bạn tao á. Tao mập mờ với nhiều người á, có được đây tiếp không? Vẫn ở bình thường, chuyện nhỏ. Tao lỡ tráp một người cũng không sao luôn. Còn quay lại với người yêu cũ chắc không sao đâu ha. Tao đã từng làm một việc tốt là khuyên người khác làm việc thiện. Tao khuyên họ bỏ cái nhà hiến đất cho tao rồi ở cái chòi gì đó cũng được.